Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Song Đấu One Piece cùng Game Action. Hôm nay mình sẽ làm một cái kèo mà mặc dù tôi được nhiều like mặc dù tôi có 11 ở cái kèo ấy nhưng mà vẫn đéo được nhiều like nhất. Ok, tôi sẽ đánh những người có dâu, đánh với những người có dâu nhá. cuộc chiến của những người có dâu. Ok man. Dâu trắng, tất nhiên là có dâu trắng rồi. Rồi đến Buggy. Thằng Buggy có dâu lỏm chỏm kìa anh em ạ. Sanji. Luffy đéo có dâu nhỉ. Zoro đéo có dâu. Lo này. Lo có dâu này. Lo bé đấy nhỉ. Kid có dâu không? Có dâu. Mày cả đái. Mày. Đi đâu? Mèo có dâu rồi nhưng mà đấy là bạn ấy yêu cầu tên địch thủ rồi. Usopp. Ok. Mình sẽ đánh đây. Còn Sanji đến không sử dụng được kia rồi. Không sử dụng được con này rồi. Hơi đen đi. Bên này sẽ là Mihawk này. Sengoku này. Cây nu phim gôn. Sentai ni kazan. Kizaru ikuyo. Sao thằng này đéo có dâu nhỉ? Ở đây là có dâu mà. Ok, let's go man. Tôi cho nốt, có thằng nào có dâu vào đây luôn đi. Đây, dâu vãi cả đái luôn này. Hai thằng này che rồi, biết sao được. Pháp có dâu rồi anh em. Ok, let's go. Thao dừng sân đi. Lên. Úi giời, bấm nhầm. Quên chọn thao dừng sân đi rồi. Úi giời ơi, dâu trắng. Dâu trắng đánh với Mihawk. Holy shit man. Strike from behind. Đâm từ phía sau à? Red Nose là thằng mũi đỏ, là thằng ấy rồi. Rồi, Sanji đã có event gì rồi. Shit man. Kéo gì đấy. Mày ngu người. Bố láo. Anh nóng mình à? Mình đi đéo đâu nó phát hiện được nhỉ? Mày chọn mọi người, chọn mọi người xem cụ. Nắm nắm rồi, cú lên. Đó này, ôi mẹ. Thằng ở cái đụng. Bố mày có haki rồi chưa? Tao có haki nên tao đéo sợ mày đâu. Mày, mì hông. Chặt nó, bố giả bố lên. Hay quá. Này đi nhảy lên này. Holy shit man. Ok, bắt cả đại. Chóc cắn ông. Mày ha ha. Holy shit man. Sao đi rồi, ok. Cho ăn nó Skywalk. Ui. Mình chuyển rồi mà. Khó chịu quá, mình chuyển rồi mà. Ê, khó chịu quá, cứ mình chuyển có mẹ rồi, bọn này im à. Bất kỳ cân tim. Ờ, cây đù này. What the hell? Mày là Sengoku kia. Này thì Sengoku này. Ôi. Ok. Vessel Mugibo!
Chết đi thằng ngốc. Mày chết. Mày bất kỳ cần tim anh em ạ. Cái điều vãi Sanji. Mẹ mình né rồi mà. Sao tự nhiên thằng Okinu nó vẫn đấm được mình nhỉ? Kỳ ra được rồi. Ố này. Mày ố này. Ố này. Mày ơi. Thắng mẹ rồi. Tiếp trường này thắng mẹ rồi anh em. Úi trời ơi. Kỳ ra đư này. Thằng tiếp theo gần trước. Mày này. Ô thằng mẹ luôn. Quay đấy. Còn 3 giáo chi chan anh em ạ. Present to break điều gì. Chết con mẹ đi. Cú gian này cú to. Cú gian. Cú gian này. Một láo. Ok, thì bây giờ mình sẽ đánh bên kia nha anh em nhé. Những người bên kia chắc mình chỉ cần Mihawk thôi. Quá này quá đơn giản rồi. Mihawk này ok, Sengoku này, Okainu này, Kizaru này và Kuzan. Nhưng bên này sẽ phải là đây. Bên này sẽ là Sanji, Usopp, Dâu Trắng. Nhầm. Đây. Và ai nhỉ? À, chết mẹ rồi, bạn ấy yêu cầu Fujitora chứ đéo phải là Aokiji. Thôi nhưng mà Aokiji cũng có dâu mà, tôi thông cảm anh nhé. Ai ta? Quay à, bước đi. Ok, let's go. Mẹ. Tự nhiên mình lại cho con mẹ Kuzan vào. Rồi mình xin lỗi bạn nhé. Mình lại cho nhầm Kuzan vào, đèn thế. Đậu phộng, đậu mùa. Usopp. Có mỗi Okinu với à? Mihawk này đéo có liên quan gì đến nhau thôi. Mày người, ui, bắt cả đái thật. Mày điên à? Thằng hai đam cho thằng người khổng lồ. Mày hai đam. Mày nhờ ủ số. Giờ bắt đầu. Ôi chạy. Shit man. Bố mày đây này. Holy shit. Mày đánh không chịu cái này. Mày nhờ. Maracho. U người. Đá đây hù cò. Đá đây hù cò. Ôi. Quay cả đái Bucky chạy ra đây chết các mẹ luôn. Học quên, cú số. Đi cơ dân. Giả kinh mạnh. Đi cơ dân. Vẫn đỡ được gì. Ra tay hơi chậm gì. Rồi. Shit man. Holy shit. Đi cả dân. Oh shit man. Chết đi. Hơi khó vậy cái này. Sẽ không vui. Bố già chứ bẩn vãi. Mày trêu tao à? Bố già là chó, bố già chứ bẩn vãi tình. Nó toàn đập vỡ kính xong rồi mẹ ấy. Thật đấy. Mày bị đấm thủng mày luôn. Đá đi vu cò.
Mày làm sao? Có chuyện phải đai. Mày White Bread. Ôi trời ơi. Nhân. Mày này. Chơi bận này. Cú giả với tao này. Rồi nó mất đi rằng lo. Lo room rồi. Lên nào. Đánh cái bãi tăng kinh hư có thể. Gamma vô đây bạn ơi. Vô đây bạn ơi. Tạm các mẹ biệt bạn đi. Lên kiếm anh nhất thế giới. Ăn cứt rồi. Bập. Vãi đái vừa ra trận chưa được đánh cái gì. Mày bực đi. Mày bị ta chém. Bị ta chém liên tục rồi không nhớ. Không nhớ à. Mày Ngu người. Không ai. Ngu vãi đái tôi thề luôn. Chưa thấy thằng ngu là mẹ quay lưng vào mặt đối thủ mà mẹ bắn skin ra đằng sau đít mình. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp những kèo tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Ôi thôi anh thay em. Ok, cái đỏ. Mình có thể solo con này không? Úi sổi rồi, nửa cây rồi, chết rồi, cá đâu? Ui lại Gold Rush, vãi cả lên. Cua, ăn tạm cua để sống. Holy shit man. Chết rồi. Tết đến rồi. Thôi té khỏi hang cua thôi, tiên sư mày. Nếu ổn rồi, mục tiêu của mình là phải sống sót đến level 10 max. Chứ không phải vào đây để chết. Hy vọng ra để gặp con nào cho mình ăn luôn. Một cháu. Hai cháu. Úi dồi ôi, cháu bom. Cháu sứa đừng xuất hiện nhá. À hay quá, có đàn đây rồi. Hay quá, Aqualunch. Ngon chim. Ngon cờ him. Mày. Trên này có cái đéo gì rồi.